nó hấp xíu được không, nó hấp nhỏ. Cũng có cái bạn nói đúng, chứ không phải là đúng không, nhưng mà cũng có cái chữ kia cũng sai. Rồi, cái ok. Nhân vô tập toàn mặt đúng không, nhân vô tập toàn mặt, nó không sai. Rồi, nhưng mình cái nào đồng tình đấy thì bạn cứ theo ý kiến của bạn, cái nào đồng tình đấy thì mình cho qua. Đúng, đúng. Thì mình ở đây lâu rồi, phải không? Ừ. Mình biết. Bạn xin nó mấy xin ở đâu bạn? Tôi lúc qua đây, lúc mình khoảng 15 tuổi. À, tức là bạn sống hai nơi đúng không? Bạn ở Việt Nam 15 năm rồi phải không? Ừ, đó mình cũng ở quận Bình Trang luôn. Họ ở Việt Nam bạn ở đâu? Bình Trang, Bình Trang. Mình ở trong quê luôn đó bà. Bình Trang luôn đó. Bạn nào vậy? Cái như là ngay chỗ biết ngay chỗ Bắc Cổ Chiên không? Cái đâu? Bắc Cổ Chiên á. À, Cổ Chiên luôn hả? Bắc Cổ Chiên, Cổ Chiên thì ta. Cổ Chiên thì sao? Mình đã tò được nẻo. Gần chắc cũng học cấp 2 ở Bến Tre xong rồi qua Mỹ hả? Đó học mới lớp 8 xong rồi qua đây luôn. Qua đây. À, có học tiếp không? Hả? Qua bên đó có học tiếp không? Có chứ, qua đây mình học xong rồi hết trung học xong mình đi lính xong giờ mình về học đại học lại. À, tức là đi lính xong rồi đại học lại á. Ủa năm nay bạn nhiêu tuổi rồi? Mình 45 rồi. 45 nhìn trẻ măng vậy? Có hay vậy ta? Thì cũng tập thể dục giống như bạn vậy thôi. Sức khỏe là sức khỏe từ trên hết. 45 anh em cứ thân mật đi, chứ nhỏ tới 12 tuổi mình khỏe chị đó. Mình có 33 à. Thì việc của tôi mình cương trâu, chúng mình cương trâu trong lớn. Hơn đúng giáp luôn hả? Dạ. Anh nó lớn lên xíu đi, anh nó nhỏ lắm không nghe được. Là, cái gì đó cái phô tai á, giống như mấy cái bản cây kia này kìa, để con phô tai vô rồi mình nói cho nó lớn. Ok, nó muốn chống phá như bên Việt Nam, chị hiểu không? Nhiều mình muốn giống như là đất nước của mình, giống như là đất nước của mình được đi lên những cái văn minh giống như ở nước ngoài, hiểu không? Mình chia sẻ okay. Cái đó ngay chậm rồi. Mang cũng có làm rồi. Nhưng mà chị mà chị biết cái thể chế dân chủ là gì không nhỉ? Chị biết thể chế dân chủ cái sao? Thể chế dân chủ mô hình Mỹ hả? Tức là ý là anh nói là cái mô hình Mỹ đúng không? Không, cái thấy thì chị chỉ hiểu cái thể chế hiểu không? Biết chứ, cũng biết chút định. Cho gì gì giải thích cái thể chế dân chủ đi. Giải thích làm gì thì cái vấn đề đó mình nó trình bày đó lần rồi, thể chế dân chủ của Mỹ đúng không, tam quyền phân lập, tam quyền đo đẻ đúng không? Nhưng mà theo dị nghị á, nó có tốt hay là xấu? Cái nào cũng vậy thôi, đương nhiên cái thể chế dân chủ nó sẽ có mặt của nó khi mà đất nước nó đủ mạnh rồi á, thì cái thể chế dân chủ nó là ok. Còn mà một đất nước nó còn yếu á, nhìn chung thể chế đó là chết. Sao tại sao bị nghĩ vậy? Người ta có rất nhiều người chết rồi đúng không, đơn giản là có rất nhiều mình nước chết rồi. Khi mà nước mình còn yếu, mình phải biết cái lực của mình nằm ở đâu và cái điều kiện, cái hoàn cảnh thực tế của nước mình là sao để mình chọn một cái mô hình cho nó hợp lý. Vậy có biết á, cái thể chế mà cộng sản á là không còn như nước nữa đó. Ừ, đó đúng rồi, chỉ còn cái Việt Nam với Trung Quốc thôi, còn giống như là Bắc Hàn là nó độc tài rồi, Cuba là độc tài rồi. Ừ. Venezuela cũng là độc tài rồi, thấy không? Syria cũng là độc tài rồi. Ả Rập cũng độc tài nữa. Hả? Ả Rập Saudi á. Những cái đó độc tài nhưng mà chính phủ người ta rất là lo cho dân. Người dân sống. Giờ độc tài thì chính phủ lo cho dân là ok phải không? Nhìn thấy theo ý của anh á là chế độ theo nhân nghĩ độc tài mà mày okay. Cứ lo cho dân ok đúng không? Người dân là ok. Giống như ok, rồi. Singapore, ok, đồng ý. Đồng ý. Ừ, đúng. Nhưng mà cái gia đình của ông Lý Quang Diệu á rất là tốt. Rồi. Thấy không? Người dân sống rất là ấm no hạnh phúc. Thấy không? Rồi. Nhưng mà anh thấy nhiều điều của mình Nam á, anh thấy người dân rất là khổ. Như là anh về Việt Nam chơi hoài gì? Anh thấy Việt Nam nhiều khi bán số nè, rồi thấy nghèo, nhiều hướng giàu. Rồi, nhất là mình ở nước nào cũng là nghèo, nhiều hướng giàu hết hả? Anh
đồng ý em, ở nước nào là nghèo phải nhiều hơn giàu, đúng không? Còn bán vé số á, cái chuyện đó em đồng ý, ở Việt Nam này có bán vé số, và ở một số nước khác nó không có cái mô hình bán vé số đó. Cái đó thì anh thấy bên ở bên ở bên thường thường á, thì những cái nước tư bản dân chủ á, người ta có những cái chính sách rất là hay, đúng không? Cái giàu thì không có khác nhau mà chuyện nào, cái người giàu á, là người ta chỉ tiền bây giờ em cử ra một nước đi, mình cứ nói chuyện cụ thể thì nước nào anh, thí dụ bây giờ đó, bây giờ cho em chọn bây giờ gì, em nghĩ bây giờ nước dân chủ tư bản như vậy nói hàng cấp thôi à, rồi nó quá sâu xa đi chứ, những cái nước nào mà theo mà cái tư bản dân chủ á là nó đều giống như là ok, người dân đi làm á, người ta làm người ta có thể đi du lịch chỗ này chỗ kia, nhưng mà người Việt thấy không, làm quanh năm chục tháng rồi không về đi đâu được hết, sống ở đó phải đó. Không anh, em thấy là người Việt Nam thì cũng có người đi du lịch nhiều chứ, sao anh nói là không cho được anh. Nhưng mà cái phần đi du lịch chung hay là cái riêng, cái phần đi du lịch hết phần gì anh hồi xưa anh đã quên biết không, có nhiều người làm này kia, làm ruộng, làm này làm không có đủ tiền, có nhiều khi người ta ngã bệnh xuống cái người ta không có tiền để người ta chữa bệnh luôn, được lắm, nghe nhau nghe năm tại nó hơi nhỏ nên phải xuất sắc vô mới nghe rõ. Thì giống như thôi giờ để nói về cái ví dụ giờ cái thể chế dân chủ như tư bản, hiểu không? Rồi là nó là bốn biển năm châu, là có lực chiều cường đều là tư bản hết, tư bản có thể cầm chân cộng sản, tức là ta nói cái đúng không, cái tiềm lực thì tư bản nó mạnh hơn, đúng không? Rồi đồng ý cái đó, hoặc là đồng ý, nhưng mà tại sao mình ví dụ mình yếu thì mình phải tìm cho một cái người đàn anh nào phải cho giàu có cái nó đang đỡ đầu mình, tại sao không được cả? Cái quan điểm đó là anh hãy rút bài học của Việt Nam Cộng Hòa cách đây rất là lâu đó anh, tìm người đỡ đầu để nó bỏ cái là chết nha, cái quan điểm đó không được, mình phải tự lực tự cường chứ. Bây giờ mà tìm người đỡ đầu rồi mấy đại ca nó quýnh nhau rồi lúc đó mình xấu vậy chứ, những ngày nào mình mà còn lấy thường thành trung cộng là mình chết, anh nói là mình chết chắc luôn, tại vì Việt Nam mình bây giờ nợ nhiều lắm, em hiểu không, nợ nhiều mà bây giờ quốc tế cái nợ công tại không biết gì, có ở trong nước chỉ có tìm hiểu không, chứ ở nước ngoài thì hết nợ công rất là nhiều, thì bây giờ mình bán nợ thì mình vượt tiền thêm nữa, không ai không cho ai vượt hết á, thì bây giờ chỉ có một nước nó cho mình vượt thôi là trung cộng, mà em không có tiền lắm để trả lương cho công an, để trả lương cho quân đội, để trả lương cho những người công, thì em phải đánh thế cao lên rồi em phải lấy tiền của trung cộng nó cho, ok mày đưa tiền, có tiền để trả cho lương những người đó, nếu mà không có tiền sao trả lương được người đó, hiểu không? Cho nên hiểu. phải lệ thuộc trung cộng, mà lệ thuộc trung cộng rồi em biết mà, cái thằng chó thằng trung cộng mà nó ác lắm, nó bỏ nghĩ dân mình đâu, dân nó được giết đó, cho dân của mình, đúng không? Rồi ok, ở đây á mình bắt ra nước ngoài không có chống phá Việt Nam mà, em hiểu không? Em muốn cho nhanh phải chọn đúng cái đường lối. Dạ. Yeah. Để giống như là biết chọn đàn anh để đi theo, chứ đừng có đu dây nữa. Dạ. Yeah. Nếu mà đu dây á, có ngày ngắn. Tại thì mình ngắn thôi em. Bây giờ nãy giờ anh đưa ra 4 năm vấn đề rồi cho anh nói với. Anh đừng có trình bày quá, đúng không? Bây giờ anh nói thì là cái sự là quan điểm của anh đó là mình phải chọn một đại ca. Được. Mình không đu dây, đúng không? Được. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề đó thì chính sách ngoại giao của Việt Nam là hợp tác đa phương, tất cả các bên đều có lợi, Việt Nam không đu dây giữa hai người mà Việt Nam hợp tác với tất cả mọi đối tác, và cá nhân của em là người dân trong nước, em cảm thấy chính sách đó nó an toàn và nó đúng, chứ bây giờ không có lệ thuộc nước nào cả. Em đồng ý với anh ở chỗ lệ thuộc Trung Quốc nhiều quá mình chết, em đồng ý với anh luôn chỗ Trung Quốc nó ác,
đó. Nhưng mà em khẳng định với anh á là Việt Nam bây giờ không lệ thuộc Trung nhiều, và cái số tiền mượn nợ của anh nãy nói đó thì Việt Nam cũng không nợ Trung Quốc nhiều, mà Việt Nam nợ ở những nước khác nhiều hơn nha. Nên một số cái anh đưa ra thì có cái những cái đúng và những cái nó chưa thực sự là chính xác về việc về cái vấn đề vượt qua cái Việt Nam với Trung Quốc. Anh không biết trong nước, ở trong nước chị học được ấy đọc tin tức ở đâu anh không biết, giờ nước ngoài anh biết đó, Việt Nam lệ thuộc thằng Tàu 100% luôn. Vì thằng Tàu nó điều khiển cái là mình ở trên trong bộ chính trị đó, em hiểu không? Vậy thì anh cứ nói rõ đi, trong bộ chính trị Tàu điều khiển được cái gì? Điều khiển ai? Điều khiển ai mà điều khiển được cái gì? Cái đó thì đó từ bên trong sâu xa lắm, nhưng mà ở ngoài mình nhìn vô là nhiều cái á, mà mấy tụi Tàu nó làm cái gì giống như là nó ủi Tàu ngư dân, rồi nó làm cái rồi mở cổng cho nó đi vô, nó đi vô tự do không có visa luôn, đúng không? Nó này kia rồi 15 cái bản cái văn kiện của ông mình trồng đi qua bên ký cái gì á, không biết sao mà sao bây giờ nó vô nó không cần visa, mà rồi giờ nó vô nó mua đất ở Nha Trang, ở Đà Lạt, những cái khu đất mà giống như là chiến lược kinh tế, phải không? Tại sao phải mà bán cho nó gần 100 năm hay 50 năm? Khi mà nó vô thì Tàu, khi mà nó vô rồi á, là mai mốt mà nó vô nó làm ăn ra, nó đẻ con cháu ra đây rồi từ từ nó thành của Tàu luôn. Dạ, yeah. Rồi. Đó. Rồi bây giờ những vấn đề con đưa ra em sẽ phản biện như vậy. Thì những cái tin anh đọc trên báo như vậy đó, anh đọc đúng, không có gì sai hết đó. Nhưng mà cái vấn đề mà anh suy diễn và anh hiểu á thì nó không thực sự nó đúng. Bây giờ em nói từng vấn đề. Thứ nhất á là vấn đề mà đi qua đi lại giữa hai nước biên giới với nhau á, thì cái chuyện đó em thấy nước nào nó cũng có hết, đúng không? Bây giờ người Trung Quốc qua Việt Nam du lịch thì ngược lại người Việt Nam đi qua Trung Quốc du lịch trong một cái thời hạn là nửa tháng, 15 ngày hoặc là một ngày đó là tùy. Thì em hỏi ngược lại với anh á, thì giữa Mỹ với Canada qua lại với nhau có vấn đề gì không? Giữa các nước châu Âu đi qua lại với nhau có vấn đề gì không? Đó. Thì cái chuyện đó anh thấy là cũng là bình thường. Mình không thể nào nhìn nhau. Một số khách du lịch ở bên Trung Quốc đi vào Việt Nam và một số khách Việt Nam đi qua Trung Quốc ở một biên giới như vậy mà mình nói là mình lệ thuộc. Đó. Và còn cái chuyện mà đương nhiên là một nước lớn như là Trung Quốc thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng hết tất cả những nước khác trên thế giới. Đó. Và cái chuyện khu phố Tàu có nói đó thì cũng có và nước nào đó cũng có khu phố Tàu như vậy hết, bên Úc cũng có, bên Mỹ của tôi cũng có, nên cái chuyện đó là chuyện bình thường. Còn cái chuyện là thuê đất 90 năm hay là 70 năm hay là 60 năm đó thì cái chuyện đó nó nằm ở trong luật pháp Việt Nam cho tất cả những cái doanh nghiệp nước ngoài, họ có quyền thuê đất ở Việt Nam không đi Tàu, Mỹ thằng Anh thằng Pháp thằng Nga thằng Úc nào tên được cả. Còn ở những cái chỗ mà gọi là vị trí chiến lược á thì xin mời anh Việt nhắc ra, chứ em không thấy là thuê được cái chỗ nào gọi là vị trí chiến lược. Đó, tại anh nghĩ là tại vì nhìn không thấy thôi, chứ thiệt ra là Tàu nói điều kiện ra mình đó là 100% luôn. Tại tài nguyên của mình nó bây giờ dầu hỏa mình khai thác ở trong miền Trung của mình đó nha. Dạ. Cấm nó không cho khai thác luôn. Thấy chưa? Anh nói về cái vụ anh nói về cái vụ gì cái công ty của Tây Ban Nha đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Thì bây giờ cái chỗ đó đó là cái vùng tranh chấp. Đúng không? Anh đồng ý với em cái chỗ đó tranh chấp chưa? Cái đó là trong cái thềm lục địa của mình là 200 hải lý trở vô mà là của mình mà. Chừng nào 200 hải lý? Chừng nào ngoài 200 hải lý á, mấy là cái đó mới tranh chấp không? Cái này ở trong cái thềm địa của mình 200 hải lý trở vô là của mình. Mà đó, theo mà như đó, em biết đó, cái vị trí đó là nằm ở trên cái vùng tranh chấp, chứ không phải là hoàn toàn nó nằm ở trong cái thềm địa của mình. Hả? Nên những việc mà nằm ở trong vùng tranh chấp á thì nó đã là tranh chấp á, thì bây giờ nó rắn quá mà mình làm tiếp nữa thì nói chung là nó hoàn toàn có lý, mà nó có những cái động thái khác thì lúc đó là nhà nước của chúng ta phải suy nghĩ cách nào để cho nó hiệu quả, để cho nó ok, chứ mình đâu thể nào mình làm theo ý mình được. Chứ bây giờ ví dụ như bây giờ dù dùng tranh chấp mà nó lên tiếng nó phản đối nó làm nào kia, ngoài bây giờ chúng ta cứ ngang với chúng ta rồi nó sẽ có những động thái tiếp theo, lúc đó mình sẽ xử lý như thế nào?
cái đó anh cũng biết, gì lấy tin tức ở đâu chứ anh cũng biết tin tức đó là Việt Nam mình khai thác á, những cái bất cứ những cái dầu chỗ nào mà thằng Tàu nó đều phản đối hết. Đó. Nằm ở vùng tranh chấp, anh phản đối liền á, nằm ở trong vùng tranh chấp còn phản đối được chứ nói gì anh nó phản đối mẹ mấy cái mỏ dầu ở ngoài chúng Tàu rồi thì mình khai thác gì được. Nhưng mà anh biết cái cuộc họp cái dàn khoan của Tây Ban Nha cái đó là cái đó là trong cái thư kiện thêm địa cái diện tích của mình 200 hải lý lợi mà bị tức là ý của anh đó, theo thông tin của anh đó là nó nằm ở vùng của Việt Nam đúng không hả, còn theo thông tin của em á thì nằm trên tranh chấp thì cái vấn đề nó nằm ở đâu á thì chúng ta sẽ tìm hiểu lại không có đề gì hết, còn nếu mà theo luận điểm của anh nó nằm ở trong vùng của Việt Nam mà nó phản đối là nó vô lý và cái đó em cũng đồng tình với anh, còn nếu mà nó nằm ở trong cuộc tranh chấp á thì anh phải đồng tình với em đúng không? Đúng, nhưng mà anh biết chắc á là nó nằm ở trong bây giờ ở đây thì anh theo anh biết á là nó nằm ở trong cái hệ phận của Việt Nam. Sợ... rồi thì các bạn dưới đây các bạn kiểm tra là thông tin giúp cho Duy với anh Jackson đi với anh Bùi đi để coi cụ thể nằm ở đâu, tọa độ bao nhiêu thì chẳng có nhớ em, để chúng mình chúng ta mình làm rõ vấn đề tôi đâu sao đâu. Rồi bây giờ cái chuyện dập gác lại các bạn kiểm cấp tin tức nha, rồi chúng ta để tập tiếp. Anh nói là Việt Nam để Trung Quốc vậy thì theo nhân hiểu về lịch sử Việt Nam từ hồi xưa tới bây giờ đó, từ thời kỳ mà đảng cộng sản coi cho nó gần, thì Việt Nam có lệ thuộc vào Trung Quốc hay không và lệ thuộc như thế nào vào Trung Quốc theo nhân hiểu? Việt Nam lệ thuộc Trung Quốc là cái lúc mà đã chiến tranh Việt Nam với Bắc Việt Nam với miền Nam là chiến tranh là Trung Quốc nên nó đã sắp đặt sẵn rồi. Dạ đúng. Cái trận chiến đó là đúng ra Mỹ với Liên Xô đánh với nhau nhưng mà nó không đánh thẳng, em hiểu không? Ừ rồi. Nên nó thằng Tàu nó cũng là giống như nó cũng ăn ké một cái đó với Liên Xô. Nhưng mà đó, bởi tại sao thằng Tàu nó viện trợ nè, nào là vũ khí nè, nào là lương thực nè, có thể là quân cặp bao đem qua luôn ở Bắc Việt, thấy không? À, cái mà Tàu nó viện trợ vậy đó theo nhân ký á là thằng Tàu nó viện trợ Việt Nam nhiều hay Liên Xô viện trợ Việt Nam nhiều? Anh nghĩ thằng Liên Xô nó viện trợ vũ khí nhưng mà thằng Tàu cũng viện trợ vũ khí ít hơn Liên Xô, nhưng mà nó viện trợ lương thực với lính với quân sư, nó có một cái ba cái, thấy không? Lý do tại sao ở đời không ai mà cho mình được cái gì mà miễn phí hết á, nó có đúng được. Dạ thấy không? Đúng. Khi mà tại như vậy á là nó đưa cái bài như vậy nè, là một là nó kéo chiến tranh kéo dài chiến dài đánh mà nếu không thắng á thì nó nói với thằng Việt Nam là ok bây giờ tao viện trợ cho mày là tương lai mày phải trả lại gì, nếu mà thua thì nó cũng dẫn được cái đảo Hoàng Sa nha, kêu cái Hoàng Sa đó là kêu bị á tao viện trợ cho mày, khi mà thắng rồi á là cái ta là phải bị mất, thấy chưa? Đó. Không, rồi Hoàng Sa đó anh suy diễn thôi chứ làm gì em đâu biết cái thông tin mà thắng thua là mất Hoàng Sa, có Hoàng Sa năm 1958 á ông Phạm Nhân Tông đã ký cái gì em thấy không, nó để cái tuyên bố, một cái tuyên bố công nhận, cái tuyên bố ngày mười mấy tháng mấy của bên phía ông Trung Lai á là kia là kia là ông Trần Đăng ký là kia là quản lý dùng ở đời mà quản lý dùng mới là một khi ta quản lý không đâu quản lý không đâu quản lý dùng, cái tuyên bố đó chỉ công nhận cái tuyên bố trước đó của Trung Quốc thôi đó. Còn các bạn sau này các bạn mới suy diễn cái công hàm đó, cái công hàm bản thảo các bạn suy diễn. Em có coi cái video clip của cái bà mà vợ của ông Lê Dũng không? Có nghe cái một cái cho là vợ của đồng chí Lê Dũng thôi, nhưng mà xác thực của mình có phải là vợ hay không em có nghe cái đó chính cái bà đó là nói có nói về cụ bổ giáp đó đúng không? Nó chính là bà nói ra là ok mấy người mà bộ chính trị ở đâu ở Bắc Việt đã nhờ giống như là Trung Cộng quản lý giùm, mà bà có nói cái đó làm vô clip ra làm cho em sẽ hiểu. Thì á một cái trận chiến đó theo nghĩ như vậy nè, thằng Liên Xô với thằng Mỹ là hai thằng đó không có đánh nhau trực diện được. Đúng rồi. Cái cuộc chiến tranh mà kéo dài quá mới bắt đầu thì đem đi qua bên Việt Nam để cho nó chặn cái làn sóng cộng sản đi xuống thôi, nhưng mà tại chiến tranh kéo dài quá, thấy không? Làm dân nó phản đối thì nó nào là tốn khí, nào là tốn tiền, phải không?
rồi đúng rồi, rồi nó mới hỏi một cái câu hỏi làm thế nào để cộng sản, tại vì có cách là em cũng có biết tao muốn giấy rồi gì thằng à, nếu mà thắng được cộng sản với tách Liên Xô với Trung Quốc ra rồi cho tao cô lập kia kinh tế kiểu đó, cái trong cái trận đó là cái thằng Liên Xô á là thua, người Việt Nam mình là thua trắng luôn, Việt Nam mình thua trắng luôn, thua là bị thua cái mất cái đảo Hoàng Sa, rồi bị cộng sản vô nè làm cho bị nghèo đói này kia nè, nếu mình để mà tư bản dân chủ á là những nước Việt Nam mình đó với Nga theo cái Việt Nam mình hôm nay là có thể là bằng ngang bằng với Hàn Quốc với Nhật chứ không có thua đâu. Rồi cái đó là cái luận điểm của anh, rồi cái việc mà Việt Nam dân chủ cũng là luận điểm của anh, thì cái đó em sẽ phản biện nhanh cho một cái luận điểm khác. Bây giờ em sẽ nói cho nó sơ về anh về cái nhận định về Trung Quốc trong cuộc chiến, đúng không? Trung Quốc trong cái cuộc chiến tranh biên giới chiến tranh Việt Nam á thì Trung Quốc có giúp mình thật, đúng không? Trung Quốc có giúp mình thật, nhưng mà em chứng minh được với anh là Việt Nam không lệ thuộc Trung Quốc ở những điểm sau đây. Thứ nhất đó là ở Việt Nam không có cải cách văn hóa, không có cải cách văn hóa, không có cách mạng văn hóa anh. Lúc đó là chủ tịch Hồ Chí Minh á mà đi qua bên Trung Quốc á, Mao Trạch Đông hỏi là chừng nào đồng chí thì đồng đương nhiên chủ tịch nước trả lời thẳng liền, thôi bây giờ đó nước chúng tôi chưa thống nhất, chúng tôi phải gì cách mạng cái gì cách mạng giải phóng gì đó chứ không thể nào để được cái để một cái tranh, tại vì Bác Hồ lúc đó biết là cái cuộc cải cách văn hóa này gây chết cho những người không áp dụng được mô hình ở Việt Nam, thì Bác Hồ cấm nhỉ, đó thì làm sao lệ thuộc được. Đó là một điểm. Cái điểm thứ hai, Việt Nam quyết thống nhất, Trung Quốc không đồng ý cho Việt Nam thống nhất, làm sao gọi là lệ thuộc được anh? Nếu mà Việt Nam phải chịu với Trung Quốc, chỗ đó mà lệ thuộc. Nếu Việt Nam quyết thống nhất Trung Quốc rất là nóng mặt và Trung Quốc cảm thấy đó là cộng sản và hành động Việt Nam không nghe lời. Còn cái thứ ba nữa đó là giữa Trung Quốc với Liên Xô, Việt Nam phải chọn ai? Lúc đó là Trung Quốc áp lực mình, đúng không? Việt Nam mình cũng trả lời thẳng luôn, tao chọn hai quyền của tao, tụi mày không quyền kiếm. Đó là ba luận điểm em đưa ra để phản bác cái vấn đề Việt Nam lệ thuộc với đồng chí. Trung Quốc giúp là có, nhưng mà mình chỉ mượn và mình trả. Và sau này chiến tranh biên giới thế giới, trong chiến tranh biên giới đồng chí chính đó, thì Trung Quốc hầu như nó phá hết tất cả những công trình đá cột cống ở đầu trước đây. Thì giữa Việt Nam với Trung Quốc quan chiến đó, âm đoạn nghĩa tuyệt, chả có còn gì cả. Trong cái trận đó là bây giờ thằng Trung Quốc nó đã lấy được cái đảo Hoàng Sa rồi, nó đã lợi dù cho nó nhiều, có nhiều chuyện đó. Cái đảo Hoàng Sa của nguyên nhân mất là thật như vậy đó. Lúc đó đó là Việt Nam Cộng Hòa đã bị bán rồi, đã bị Mỹ nó bắt tay mất, và Mỹ nó làm ngơ để cho Trung Quốc cướp Hoàng Sa mà Việt Nam Cộng Hòa không trở tay được và không cướp lại được. Okay. Đó mới là cái thực tế, chứ không thể nào mất cái Hoàng Sa ra đổ lỗi cho Việt Nam Cộng Hòa được. Anh đồng ý em cái điểm đó, nhưng mà nếu mà yeah, nếu không có giải phóng, ok, anh nói nếu mà không có nghĩa là miền Bắc nó là vô giải phóng miền Nam hay là đánh gì đó, không, cái chỗ giải phóng em nói cho anh luôn, em nói cái này luôn nè, cái chỗ giải phóng bắt buộc phải có, không thể nào không có được. Tại năm 1945 Bắc buộc đã đọc bản tuyên ngôn độc lập là thống nhất Việt Nam, Nam là một, Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, là Việt Nam là giải đất hình thép là xuyên suốt đó. Rồi sau này Mỹ mới phá hiệp định Geneva, mới tách Việt Nam làm hai phần đó, thì Việt Nam bắt buộc phải giải phóng chứ không có chỗ nào có thể được anh. Việt Nam đó, trước khi đó đâu phải là hai nước đâu, mà Việt Nam là một nước thống nhất đó, nhưng mà bọn Pháp bọn Mỹ nó vô nó chia Việt Nam làm hai nơi, thì mình phải giải phóng chứ làm sao nó chịu kéo được. Nhưng bây giờ em nói giải phóng để làm gì mà để mất đạo nè, năm triệu phải giải phóng làm mà giải phóng để làm tròn trách nhiệm lịch sử, anh hiểu không? Việt Nam mình là một nước, nhưng mà tụ thực Đế quốc vào nó chia làm hai nước, thì bắt buộc phải đánh tụ thực dân Đế quốc ra ngoài để giải phóng nước Việt Nam này, rồi sau đó xây dựng lại ở chỗ nào đó là chuyện của Việt Nam, chứ anh không thể nào mà chấp nhận một cái sắp đặt của Đế quốc nó chia Việt Nam làm hai, mà mình là người dân của Việt Nam mình không giải phóng được. Đó nói thật với anh, ví dụ như miền Nam giải phóng được cũng ok, miễn là làm sao làm đất nước Việt Nam phải là một, mà đất nước Việt Nam phải do Việt Nam làm chủ. Còn Mỹ nó giúp Việt Nam như nào chạy đó, nó ngoài giúp nó không vô đây, nó không được vô nước Việt Nam mình để nó gây chiến tranh, gây tàn thương, nó gây chiến tranh bom đạn hai miền, đúng không? Miền Bắc nó bỏ bom, miền Nam thì nó càng chết. Cái đó là tại miền Bắc vô đánh thôi mới gây, nhưng mà dù giờ em miền Bắc thì lo làm trong miền Bắc đi, miền Nam lo giống như là lo ở trong miền Nam đi, thì đâu có chết chóc, đâu có bị mất đảo, em thấy chưa? Không phải anh nói như vậy là anh chấp nhận thằng Mỹ nó chia hiệp định, nó chia đôi đất nước,
đã nói câu đó là anh đang ủng hộ thằng Mỹ và thằng Pháp, nó chia đôi đất nước Việt Nam này ra. Chia đôi là mà cả người dân Việt Nam lúc đó anh phải hiểu vậy, cả người dân Việt Nam Bắc có, Nam có, họ không muốn chia đôi đất nước, họ muốn thống nhất đất nước, họ muốn giải phóng. Có thể là những người dân Việt Nam và Pháp đó họ không cần biết cách thức cộng sản là gì cả, họ cần sự giải phóng đó, họ muốn thống nhất đất nước. Đâu có cần vậy. Không là Việt Nam, là Việt Nam, Bắc là Việt Nam. Nếu mà nói như vậy là chấp nhận Mỹ nó chia à? Đâu có cần giải phóng mà để bị mất đảo, bị người dân mình bị chết được 50 người, thấy chưa? Bây giờ thực tế. Bây giờ cái chuyện ông nói là không cần giải phóng nó không có phù hợp thực tiễn, đúng không? Lúc bây giờ sứ mệnh lịch sử là phải giải phóng, và người dân còn nước phần lớn họ quyết định giải phóng, cái đó là cái thực tiễn. Mình nói chuyện mình phải bám thực tiễn, chứ bây giờ anh nói chuyện nếu một số ít người nó được lợi từ Mỹ, một số ít người được lợi từ chế độ Việt Nam Cộng Hòa thì mới nói câu này được. Mình làm sao mình bẻ lịch sử được không? Lịch sử nó là như vậy. Thì bây giờ mình bàn với nhau là bàn những vấn đề của hiện tại, đúng không? Còn nếu mình nói về lịch sử thì phải tôn trọng cái sự thật của lịch sử đã. Rồi sao anh xuống luôn rồi? Đấy, chơi không có giận nha anh. Chơi không có giận. Tự nhiên anh xuống luôn rồi. Khoan, ngồi mình cái thằng